Xin chào tất cả anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Thắng Maker Xích của bên em. Địa chỉ của em là Bầu Lâm Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu. Số điện thoại để anh em liên hệ là 0974643037019191 ha. Đó là hai số sử dụng Zalo. Facebook của bên em là Thắng Maker Xích và YouTube là Nông Cơ Duy Hải hoặc là Thắng Maker Xích. Trang web của bên em là nongcoduyhai.com. Các bác mua hàng liên hệ trực tiếp hai số điện thoại và trang web của bên em luôn ha. Đây bên em có con máy Actimus 381 nguyên rin hết anh em nhé, nguyên rin Actimus 381 hàng đã qua sử dụng và riêng về bộ nòng bạc rên dùng thì anh em cam kết là nguyên rin hết. Đó, nguyên rin hết cho anh em luôn. Thì em sẽ quay qua bộ phận bề ngoài, có cái mâm hộp giặt này lâu này, tại vì của nó là nó xấu quá, em thay cái màu này cho nó đồng đều, cái máy nó đẹp. Nói chung riêng về bộ ruột máy móc bên trong em cam kết rin hết từ A đến Z, cam kết rin từ A đến Z luôn. Đó, chỉ có like một số món ốc, nhiều khi ốc nó kém là mình em thay như này, ốc hay cái chụp giật xấu tróc sơn ngồi thì cái máy nó ghê rồi thì em thay. Mặt tiền phía trước ok hết, lốc rin, bô rin, đồng bạc rin hết. Nói chung bộ ruột quan trọng nhất là bộ ruột của máy là em bao hết từ A đến Z, bao rin hết, làm bao rin từ A đến Z hết nên mọi người không phải lo. Lam thì phần cắt được 50, tầm độ dài 58 cm và xích bên em thay mới cho mọi người rồi. Đó là gì ạ? Ok, vừa rồi em nghe máy khách ấy, khách gọi. Để em test máy cho mọi người ha, nghe. Nguyên rin hết nhá, riêng về hơi hãm em bao cho mọi người lóc lác rin, bán heo rin, nắp chụp nói chung rin. Nói chung chỉ là một số món nhỏ thôi, không để ý đâu, là ngoài thôi. Nên cho còn đâu là rin hết bộ hơi mới tinh nhỉ. Hàng bên em bán là bao chét bao test cho mọi người nhá, bao rút bô kiểm tra thoải mái tất cả. Giá của nó là 8.500.000 đồng. Bác nào có nhu cầu chốt về đi khai thác thì liên hệ số điện thoại của em 0974644973. Cảm ơn mọi người theo dõi video. Xin chào mọi người.